đóng vào phi dừa nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ rau thơm này, ớt dừa này. Các bạn ăn nhiều thì bỏ nhiều, các bạn ăn ít bỏ ít nha. Đấy, mình sẽ bỏ rau thơm vào phi dừa này. Sau đó bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần quả dưa chuột này. Đối với dưa chuột thì các bạn có thể thái lát hoặc gọt sạch nhé. Đây, và bây giờ thì mình sẽ bỏ cái miếng dưa chuột vào. Sẽ làm một cái bánh mì pate này. Rồi, mình sẽ bỏ nguyên một cái xúc xích luôn. Mình sẽ bỏ cái phần, đây là thịt bò khô các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ phần ruốc bông vào. Đây các bạn. Và các bạn sẽ bỏ vào phần nước sốt nữa nhé. Đấy. Nước sốt ở bên trong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bỏ vào trong nồi chiên không dầu, chúng ta sẽ nướng các bạn nha. Một lát là ok các bạn. Mình sẽ trang trí nữa. Đơn giản như vậy thôi thì mình đã có được một cái bánh mì rồi các bạn nhé. Ăn tại nhà rồi cho bữa sáng đúng không? À, hay là buổi chiều đó, lúc nào mình đó có thể tự làm ở tại nhà ăn đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình để làm một cái bánh mì thật là thơm và ngon nhé. Bánh mì rất là nóng và giòn. Đây các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Bánh mì rất là nóng và giòn này. Đây. Đây là ổ bánh mì. Mình vừa làm xong nhé. Đấy, các bạn thấy của nó này, rất là giòn đấy, rôm rốp ăn rất là ngon.
các bạn có thể làm giống như mình để làm được một cái bánh mì pate như thế này các bạn nha. Hello, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một món là món bánh gạo cay các bạn. Thì ở đây thì mình đã sử dụng bộ bánh nơi này. Mình sẽ đợi sử dụng một bánh mình đã nhồi sẵn rồi các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc. Cái bột này thì mình đã lấy ra nhồi sẵn rồi các bạn này. Và bây giờ thì mình sẽ vắt ra và đi luộc nhé. Mình sẽ vo tròn như thế này.